tại vì mình còn mắm me nữa kìa, mắm me với lại mắm gừng nữa. Lại để đừng kiến thức món ăn hôm nay của chúng ta. Ê, đã luôn. Rồi bây giờ Huy xin phép được ăn một cái con màu xanh. Đi thì mình phải nín thở đi nha. Ở đây có một cái lưới đây. Ê. Đó. Mọi thứ cá cá lên nước luôn. Cái này là hôm nay là ba anh em mình sẽ đi sinh tồn nha cả nhà. Ê, xin chào tất cả cô chú anh chị luôn. Thì hôm nay thì tụi mình sẽ tiếp tục dẫn cả nhà mình đi trải nghiệm ở dưới khu vực biển. Đó. Ở đây thì có một cái lùm cây rất là mát. Và ở đây thường á, người ta khi mà đi trải nghiệm, người ta đi tới đây chơi á, ở bà con ở trong làng ra đây thì ở tới họ nghỉ ngơi ở đây đó, họ đã làm sẵn này những chiếc võng tạm thời tạm bợ để nằm nghỉ trưa. Ngoài ra thì tới đây người ta còn đánh lưới, là họ để luôn lại cái lưới ở đây luôn để những cái dịp sau thì họ xuống họ trải nghiệm. Còn có một cái chiếu nữa này, thì nếu mà anh chị nào mà để lại cái chiếu này thì một lát mình xin phép được mượn để ngồi chút xíu, chứ không có phá rồi sau đó là mình sẽ cất lại nha. Ở đây có một cái giỏng tự chế nữa nè. Đó, rất là mát luôn. Giỏng này của mình cũng năm này. Đó. Đây. Đó quá đẹp luôn cả nhà. Hả, thấy chưa? Xích xích làm đuổi. Hôm qua thấy nó lạnh cũng nhiều. Vậy cũng thường à. Không thấy giỏng nữa nha. Nói chung là không sao cả nhà. Đây, gió đi thì anh Đông có chuẩn bị một ít đồ này. Đây mình chia sẻ cho cả nhà mình để cái khu vực bếp. Khu vực bếp họ đã làm sẵn đây thì mình có thể tận dụng được luôn. Đây nè. Đó, nếu như anh em đi sinh tồn mình tới mấy chỗ này thì rất là tiện luôn. Còn ngoài ra còn có một cái dĩ nướng nữa. Có ai dưới vậy? Và dĩ nướng rồi chúng ta còn có các loại gia vị. Gia vị như dầu ăn, bột ngọt, đường. Không, đi lụm đi chanh. Còn dưới bộ đồ nghề này. À. Còn bộ đồ nghề luôn. Còn bộ đồ nghề này chú. Không chơi. Không chơi à? Còn vô một cái ống kính Apple Vision. Không vui. Bây giờ qua mày ra cái đục hầu bỏ nướng nữa. Ừ. Ơi, mình không đem theo cái đồ kho hả? Ồ, đúng rồi. Đâu có cái dĩ kia nó bỏ. Em có lên. Chứ mà đấy, để nhà. Đấy. Lên mình khò không, dạ. Khò cái con hàu hay là con hải sản á, mình khò qua ăn ngon. Còn không kiếm cái mẻ nào nhiều nhiều quất đóng cây mình làm sẵn á, mình chắc lên. Đây này có dĩ nè. Dĩ này tao bỏ rồi. Rồi có lò nè. Đốt lên tao nướng chạy luôn ấy, là nó chạy luôn hả? Chạy hàu ra luôn hả? Đốt. À hiểu rồi, hiểu rồi. Đây ra đốt hàu trên đá. Mấy con hàu trên ra đá. Đốt rồi đó hả? Ra đốt. Ừ. Chứ còn mấy con kia mình bắt lên rồi mình phải ăn rồi. Đó đó, chịu xuống mà nói có mẹ. Bây giờ nước lớn gì đâu có chỗ. Nước lớn đó. Ở kia chỗ nào cạn để gửi chứ có cái bệ hầu đốt. Ở dưới kia có một người chú, người anh gì đó đang đánh lưới lên hay sao á. Bắt ốc á. Bắt ốc sao nhiều dữ ta. Kính kính thưa các loại ốc luôn. Thì mình đi xuống mình chia sẻ cho bà con coi thử.
Con chào chú. Chú nhớ con không? Chú nhớ không? Con thì con là nhớ chú rồi đó. Hồi đó chú nhớ, chú hứa cho con coi, cho con coi mấy con bào ngư to không chú? Tại con nước bây giờ thiết kiệm nó đang thanh chắc mà nó chưa dạ. Có xả nước á, cho nên là con trao trao và ngựa nó nằm ở ngoài lối. Trời ơi. À, có đẻ. Lâu lâu ngày nay khỉ không chú? À khỉ thì dạ. Ăn cơm ngày ba bữa. Chú vẫn ở cái nhà chỗ đó luôn hả? À. Dạ. Ủa thì ở cái nhà gần ở chỗ cái ừ. Bữa ăn cơm ăn ngầu đó thôi. Có nhiều không? Nặng không? À. Wow. Cái này là chú lặn xuống chú bắt luôn hay sao? Hay là chú bắt ở xung quanh đây? À, bác ở xung quanh đây còn dạ. Nói chung mà đây ra và gần kia thì làm con bự à, con bự nằm ở đó mà thì phải đòi hỏi ốc ngựa không hả? À ốc ngựa. Cái này là chú bắt về chú bán hay sao? Có bắt về bỏ đầu máu cho họ, hồi trước kia thì làm cho mấy người kia ta bán chợ làm gánh là họ còn chưa có đường quốc phòng á, mà bây giờ nó cạn kiệt là cái mùa dịch này, nói chung mùa dịch này mà làm cũng có ngày công. Dạ, thôi đi lên đây cho nó. À ra. Giờ chú đi. À chú còn bắt hả? Cái này. Đi với bạn ra đây rồi. Dạ con đi lát là trưa con về. Ở đây thì chú bắt mấy con ốc. Ấy da. Hồi đó nó dày á, cái này hồi đó hốt mà chắc nó bắt. Dạ. Nhiều lắm luôn nè. Ở đây là nó còn khó, do cái tâm khó nó có thịt quá. Dạ. Nó thẹn quá. Nhiều lắm luôn nè. À, nước thải nó lên. Nước thải nó lên ở ngoài gành kia, ngoài gành đất kia. Nước thải nó lên. Gành tía nhỏ. Gành tía nè. Gành này ta gọi là gành bồ đề. Gành bồ đề. À. Dạ. Nói chung chỗ nào đá là người ta gọi là gành, mà còn chỗ gò đá sắt lên là gọi là biển. Dạ. Chỗ bữa cái tấm là gọi là biển. Ở đó nó không có đá. Dạ. Có gành là... Có gọi là gành à. Nước nó nảy nha, nó bò lên mới thôi, nó bò và yên đá lại. Dạ đúng rồi. Nó hốt nó bắt rồi. Có cái bắt hết giảm tốc độ. Là hồi sáng nay là nước rút sớm không chú? Ra mặt trăng à, cái lúc mặt trăng nãy lặn xuống thì nó cạn bớt 59% cạn nam, nó dành cạn nam là 41%. Dạ. Ồ, trong cái kẹt đá này chú này quá nhiều đó, luôn này à. Mà bắt không được nó mấy ốc kia không có bắt nước nó lên này ở 200.000 ký là ốc quạ 10 con ký. Dạ. Ốc đó nó ở ngoài kia cho đây nó có. Ồ, gần tiếng đó. Gần tiếng mà một bị luôn mấy ký ta. À, con bị trước này ba bác này nó có chục ký lận. Ồ, quá trời luôn. Chú có con hôm nay nó lớn lên nhiều chén chị mèo qua đó, nó cày sạch kìa. Tiếng giờ là chú có bắt được con gì to? Không, mới xuống đây mà. Ủa, mới xuống rồi. Hả? Mới xuống mà được bị ốc đã vậy chứ. Tại con người nó có, nó nằm ổ mình hốt nó nhanh. Dạ. Làm đá hốt nó nhanh. Mà đều có biết kiếp mình phải giữ lại cho người ta là ấy. Dạ đúng rồi. Nhân là mình đập đá nó nằm dưới là đá ổ là hai tay mình hút nó nhanh, nó hút chút ra. Dạ. Rồi đó nó dày là nó cho chúng một kiếp làm nhanh. Rồi bắt ốc thì xuống là 10 con ký loại đó, bữa là hồi đó bỏ có 40 lèng à, cho cái nàng bộ làm một giỏ 10 ký chơi nó rỉ tiền không bắt, bữa đây ốc nó buộc 200.000 ký á. Trời. Ốc xuất khẩu mà. Dạ. Ốc ốc quạ chứ mà ở trong sách nó gọi ốc khác, nó gọi cái tên gì luôn, cái tên đó rồi. Nó ngon sách mấy lần ốc giác rồi. Ốc nó ăn nó giòn. Ở trên đây là mấy con hàu nè. À, cái đó nhưng mà hơi nhỏ. Con hàu lớn nó chạy hết rồi. Nhỏ ăn không đã đâu. Ồ. Cái là nó đâu. Dạ. Lớn à, chỗ ra về gần kia. Em này chút lại. Ui, đã.
Có nha, có nha, nè con bự này. Ê, ốc chín lỗ này hả chú? Cái đó bằng ngư, con á, còn con hả? Có mày. Ê, ngon. Rồi, cái giống rồi, con ngon rồi, ngon. Có cái đồ cậy của nó chứ đâu vào thấy không? Phải sắm cái đồ cậy của nó. Nó dạ. Cái đồ cậy nó ở trong ấy nó móc ra. Dạ. Phải lặn bình thơ cá nhân. Còn nó lặn chuyên nghiệp là bình thơ là lớn. Vậy là hồi trước chú lặn bình thơ cá nhân hả? À. Rồi sao bị trước rồi kìa. Là trước hai bên này cấn, cái ham hố cái kính kìa. Kính nó cấn á. À, thôi con xuống con lặn thử đây. À thôi lặn đi, lặn dạ. Thiệt chứ đừng có lặn thử. Dạ lặn thiệt luôn. Thì nãy giờ là mấy anh em đã lặn xong. Đây, một mâm siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Đó, cái này là chủ yếu là bào ngư thôi nha cô chú anh chị. Với lại bữa nãy là hai anh em có đục thêm một ít con cò điếu á. Mấy con gọi là con sâu biển. À, sâu biển nhưng mà nó nằm trên san hô. Mấy con đó nếu như chúng ta có cái dụng cụ á, chúng ta lấy rất là dễ nha. Chứ không phải là đục như thế đâu. Đục như vậy là mình cũng có một cái phần là mình phá. Đây này, những cái con ốc này này. Đó, người ta gọi là cò điếu. Là chủ yếu là mình ăn cái phần đầu thôi nha. Còn cái phần ở dưới là mình không có ăn tại nó đắng lắm. Đây còn có mấy con ốc mặt trăng cũng to này, khá là to nha. Và bây giờ là mấy anh em mình sẽ tranh thủ mình sẽ làm nhum. Mình sẽ làm bào ngư. Nhum thì mình đã làm rồi đó nha. Nhum thì mình làm ở đây rồi nè. Đó, mình đã tách sẵn ra hết rồi. Một lát mình chỉ ăn thôi, đặng chanh vào mình ăn thôi. Thịt đợt này thì có con ốp, có con nó đặc ruột. Nhưng mà mình thấy là cái mùa này thì ốp nó nhiều hơn. Đặc ruột tại vì mình lựa. Con nào nó nặng thì mình lựa mình bắt. Còn con nào nhẹ thì mình bỏ lại. Bào ngư này. Một lát mình làm ra thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Mình rửa sạch hơn. Rồi bây giờ thì trước mắt thì đây. Ngâm vô nước đó. Đi. Bào ngư vậy là to rồi đó. Bào ngư vậy là to rồi đó. To rồi nha, chứ không phải là nhỏ đâu nha. Bào ngư Hàn Quốc rồi, nó mới bự nữa. Bự nhưng mà chưa chắc gì ngon đó, nha. Đó, đây đó, này mới ngon. Giống như đồ đồ nuôi với đồ rừng vậy. Đó, cắt trúng cái gì mà hít hà vậy à? Chưa ăn hết rồi. Bữa ăn giờ nó chín xe rồi còn thèm. Vừa đi vừa tưởng tượng lại luôn cả nhà. Cảm giác là nó sực 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 quá ăn đã. Não nó còn, góc nó còn rền rền, não.
trong có ghi lại hình ảnh này không? Không. Quá trời người ta là tầng là sát thương. À, sát thương hơn. Ừ. Hành hạ đúng không ạ? Lửa xong rồi chết. Bây giờ là mình sẽ rửa lại cái nước hai nha. Cái này là nước biển luôn cả nha. Rửa lại bằng nước hai này. Rửa cho nó sạch, ăn cho nó an toàn cả nha. Cái này là đúng chất sinh tồn luôn cả nha. Nhưng mà có đem theo dụng cụ ở nhà. Sinh tồn có đem theo rất là nhiều dụng cụ. À, bây giờ thì Huy sẽ bắt đầu làm cái món bông gư tái chanh nha cả nhà. Để chanh là Huy sẽ cắt ra một trái thôi. Nè. Để cắt một trái. Chanh bây giờ nó mắc quá cả nhà. Một cái chanh gì mà mình mua 3.000 đồng một trái này cả nhà. Đó, khi mà Huy nặn nước chanh vào thì những cái con bào ngư nó sẽ bắt đầu nhúng nhích nha. Và sau một thời gian thì nó sẽ chín. Nó sẽ đơ lại. Rất là bắt mắt luôn cả nhà. Mùi chua. Wow, nó chua quá luôn. Chua mùi chanh đó. À, thê thê. Nó có vị thôi. Rồi, đắng. Rồi, đủ rồi. Rồi, bây giờ là tiếp theo là ớt. Đây, ớt. Ớt càng nhiều càng tốt nha. Ớt này mà có lửa nướng qua nó là thơm. Gỏi thì ớt để cho nó tư thì ngon, nó giòn. Nhớ vào những cái ngày mà mình đi sinh tồn á, là chỉ đem theo miếng muối ớt là bắt được cái gì là làm ăn cái đó. Luộc hoặc là nướng, hoặc đôi khi là ăn sống luôn nha cả nhà. Có lần mình nhớ một tập là Huy đi trải nghiệm sinh tồn ở Hòn Đỏ á. Tập đó là thật sự là gọi là kinh khủng nhất là từ trước đến nay, là Huy đã ăn thịt cá nướng, nhưng mà đó là một con cá đã bị chết, bị sình chắc cỡ một tháng rồi á. Nó trôi dạt ở ngoài biển vô á. Rồi thì là sinh tồn mà, thì có gì mình ăn cái đó. Thật sự là cái cảm giác của mình khi mà ăn cái thịt cá đó là nó nhợn lắm cả nhà. Nhưng mà mình cũng phải ráng ăn, mình ăn được một miếng á, rồi những cái miếng còn lại mình không ăn nữa. Nó nhợn lắm luôn, nó có mùi. Nó có mùi mà kiểu cái thịt nó bở rẹt luôn. Nó bở rẹt mà nó nghĩ lại thật sự là kinh khủng luôn. Những cái ngày đi sinh tồn. Bây giờ thì mình thấy cũng có một số anh em đi sinh tồn nữa, đi trải nghiệm biển như thế này thì bắt hải sản ăn uống trực tiếp rất là ngon luôn nha. Nhưng mà đối mình bây giờ là đi trải nghiệm chứ không, đúng là không có đi là trải nghiệm nữa. Trải nghiệm đó. Đó là mình phải có đầy đủ các nguyên vật liệu hút theo luôn. Thì mình ăn nó sẽ ngon. Không, cái đó là mình lát mình bỏ bớt cái chanh ra nè. Bỏ bớt nữa, bớt chanh đi. Lột. Bây giờ thì trưa rồi cái gì. Mình sẽ tranh thủ mình đốt một đống lửa chỗ này để mình nướng mấy cái con ốc mà to to á. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trộn cái này. Sau khi mà cái thời gian nước chanh nó đã ngấm vào trong cái con bào ngư và nó đã làm chín rồi nha cả nhà. Này, nó cứng lại luôn, nó tái rồi, tái cứng rồi. Đó. Bào ngư này tại vì mình bắt ở đây rất là tươi cho nên mình có thể ăn sống được, không có sao nha, vì mình đã ăn rồi. Còn anh chị nào mà có cơ địa yếu thì chúng ta không nên thử nha, không nên thử. Rồi bây giờ sẽ cho ớt vào này. Ớt. Rồi hành tây. Rồi cho hết vô một lần. Giờ giờ thấy hành tây nó ngọt ngọt thanh thanh rồi đó. Rồi hơi hăng xíu nhưng mà được. Rồi, cái này mình đâu cho đâu. Sau mình trộn vô bữa mà ăn nó đâu hăng đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Ngọt. Rất là ngọt luôn cả nhà. Người sẽ nghĩ đó là hăng nha, rất hăng, kiểu người ta nghĩ là chảy nước mắt luôn á. Người ta sẽ không dám ăn. Đó. Ngọt lắm, ngọt lắm. Nhưng mà sau khi mà mình đã thử trước rồi thì mình thấy rất là ok luôn. Rồi bây giờ Huy sẽ cho cái phần nước sốt này. Nước sốt này của chị Út làm. Nước sốt này là sốt chấm hải sản nha. Thì sẽ rửa hết luôn. Tại vì mình còn mắm me nữa cái nha. Mắm me với lại mắm gừng nữa. Đó. Cái này là mình quết ăn sau. Rồi Huy sẽ trộn. Đổ cho ra rồi không? Đổ ra. Đây. Nhiều ớt. Rất là nhiều ớt. Bữa mấy con à, bữa nay biết đâm được một đống. Tại chân tự nhiên rung hết trơn rồi ta. Mình sẽ trộn cho nó thấm nha, rồi sau đó Huy sẽ cho một ít lá é qua đi trộn. Nói một câu theo kiểu cà ná coi. Vừa nó đã. Vừa. Trời, vừa nó đã. Dễ tợ.
Rồi bây giờ Huy sẽ cho ra dĩa nha. Cho ra dĩa thì Huy sẽ xếp một cái lớp hành ở bên dưới đây. Nói chung là khi mình ăn uống, cái ngon đầu tiên đó chính là ngon ở con mắt. Mình nhìn thấy món ăn đẹp thì nó sẽ ngon trước, rồi sau đó mình thưởng thức. Để thưởng thức cái cảm giác gia vị của nó như thế nào. Rồi lúc đó mình mới cảm thấy tiếp theo là cái bậc ngon thứ hai. Bậc ngon thứ ba là nó xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng là bậc ngon thứ ba rồi, bậc ngon thứ tư cuối cùng là chúng ta xác định rồi đó. Đừng quên lối về. Đây thì sẽ đổ ra nha. Em ru là em rồi đó. Qua một ngày mà không có vấn đề gì lạ. Đó, tuyệt vời. Ở cái này mình làm nhà hàng bán luôn đi. Cái món này từ hôm bữa định mệnh, từ hôm bữa mình mới ra món này với bộ. Mở nhà hàng bán cái món này luôn đi. Chưa có thấy cái quán nào mà bán cái món này luôn á. Nửa ngày chờ anh em mình được dĩa đó, bây giờ ai đủ, nói chung là phải giữ dằn ăn được dĩa này. Dĩa này bán 500 ngàn như cả nha. À, rẻ gì? À, rẻ hả? Dĩ thêm đi. Xuống dưới đây trải nghiệm ăn gì là rẻ. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí một nhúm lá ý ở đây. Rồi vài trái ớt để chúng ta có thể cắn. Đó. Dạ. Rồi ok, rồi xin mời tất cả bà con cô bác mình cùng thưởng thức món ăn hôm nay của chúng ta. Ê, đã luôn. Rồi bây giờ Huy xin phép được ăn một cái con màu xanh. Chấm miếng nước này. Rồi đây, xin mời cô chú anh chị luôn nha. Xin mời cô chú anh chị mình ăn bào ngư. Thiếu gì không ta? em cảm thấy là thiếu bánh tráng anh nè. Bánh tráng chín. Bánh mì gói phải có bánh tráng chín. Thịt bào ngư rất là giòn và ngọt. Khi mà mình ăn với cái nước mắm này này, nó vừa ăn luôn. Và cái vị cay vừa phải, không cay quá. Nếu mà mình muốn cay nữa thì mình ăn thêm ớt. Thật sự là rất là ngon luôn cả nhà. Rất là ngon luôn nha. Đây cả nhà. Giòn à. Rất là giòn luôn. Và cảm giác là không có phải như là mình đang ăn một cái món hải sản tươi sống gì cả, mà như là một món hải sản chín. Nó chín luôn cả nhà. Rất là ngon. Rồi sẽ thử con ốc. Đây con cò điếu này. Đó thì sẽ thử nó như thế nào nha. Cho nó lên xuồng. Nó giòn hơn, nhưng nó có cái độ dẻo. Nó giòn ở cái đầu nhưng cái phần sâu của nó có cái độ dẻo dẻo. Nó vẫn rất ngọt, nhưng khi mình ăn một lát mình cảm thấy cái độ hơi nhẫn nhẫn chút xíu, hơi đắng đắng một xíu. Nhưng mà mình quen rồi. Cái con ốc này mình ăn nhiều mình nên mình biết là nó đắng, nhưng mà vẫn không sao, không có bị ảnh hưởng gì hết nha cả nhà. Mùi rau răm rất là thơm. Thơm cái mùi rau răm như là mình đang ăn một cái món gỏi rau răm gì cả nhà, như là mình đang ăn một cái gỏi bắp thấu, gà bắp thấu á. Đã lắm luôn, cái mùi rất là thơm. Mắm nước chấm vừa phải. Ăn rất là cuốn luôn cả nhà. Chán thêm trái ớt này. Thay vì mình nhâm nhi mình ăn trái ớt cho nó nồng lên. Nồng lên nó ngon. Trời ơi nồng quá. Đã rồi. Bao nhiêu cái lạnh, bao nhiêu cái nước biển uống sáng giờ thì nó tan biến hết luôn. Tỉnh luôn hả? Anh em cả nhà, anh em mình ăn đạm bạc được chứ. Đúng đạm luôn. Lá ế rất là thơm nha. Và nó vừa cay cay của lá ế, vừa cay cay của ớt. Thật sự là mình ăn mình cảm thấy nó trọn vẹn luôn. Kết hợp thêm cái mùi rau răm thơm thơm, cay cay se se. Mình tưởng tượng như là
khi mình đang ở một cái quán trứng vịt lộn nào đó, thoảng qua cái mùi rau răm là mình biết nó rất là ngon rồi. Rất là phê. Cảm ơn mẹ thiên nhiên. Rồi cả nhà. Và đặc biệt là khi mình ăn tại một cái lùm cây sát bên một bộ biển như thế này, rất là tuyệt vời luôn. Sau là biển luôn á. Tuyệt vời mà cả nhà. Cảm giác sừng sực luôn cả nhà ơi. Sừng sực luôn mà nó thấm cái gia vị á, rất là ngon. Độ chua vừa phải nha, không có chua gắt. Tại vì mình nặn chanh rồi sau đó mình chắc cái nước đó ra hết luôn. Đã. Tại sao mình cảm thấy nó ngon đến như vậy ta? Mà cái món luộc hấp thì nó lại không bằng. Đúng không? Món luộc hấp thì mình ăn nó không ngon bằng là mình ăn như thế này. Sự rất là ngon luôn. Đã. Kiểu là mình ăn mình cảm giác không ngừng luôn, cảm giác là mình ăn là mình nhớ luôn nha. Mình ăn mình nhớ được cái hương vị của nó luôn, không có bị ngán. Đây. Ngồi đây giống như là mình đang đi Hawaii vậy cả nhà. Đang đi nghỉ dưỡng. Triệu view. Đô. Triệu đô. Triệu đô luôn. Quá ngon rồi. Cây đúng không? Cây xe nồng luôn, đã luôn. Kết hợp các loại cây lại với nhau mà. Cái ngon nhất là mình ăn được thành quả của mình. Ngon rồi. Biết bao nhiêu hơi thở cúp lặn là bị ngứa ngáy sứa cắn đồ không? Nó kiểu là xuống biển này, mình thấy nguyên một xung quanh toàn đá san hô mà mình thấy con mọi người nằm đó. Nó xỉ dòng cái lấy lên. Đơn giản hả? Nằm đây luôn. Đã. Đó, vậy là biết ngày này đi đâu rồi chứ. Tới đền thuận rồi. Cái này có bánh tráng rất là ngon. Tráng thì tăng thêm vị béo béo chút. Mình phải rút kinh nghiệm. Nó sẽ đỡ ngán hơn. Nó sẽ vững bụng hơn. Có tinh bột thì mình sẽ no hơn. Được phải nhỏ, gấp không vừa đủ nha. Mình đặt cái tên cho nó mỉ miều xíu ha. Nước trong vắt không trời. Chưa lúc nào nước nó cũng trong. Đã được chứ. Giờ này bây giờ thấy bọc ngư rõ ràng này. Ốc thì được mấy con rồi cả nhà. Thì cái này là mình nướng nha, nướng thì nó nhanh chín lắm. Này này vừa mới bắt lên, mới có mấy giây là những cái con ốc nó đã bắt đầu sủi cái nước ra rồi. Nhưng mà thường cái ốc này mình luộc mình ăn nó sẽ ngon hơn, nó sẽ ít bị đắng. Còn mà khi mình nướng này nó ăn nó sẽ hơi nhẫn nhẫn, nhưng mà không có sao nha cả nhà. Ốc bằng trăng này thì mình biết là ăn được rồi. Còn có một số những cái con ốc mà có những cái tiếng động thì chúng ta thấy lạ, tốt nhất thì mình đừng có nên ăn nha. Ăn rất dễ bị say luôn. Tại độ ở biển là cái mật của nó thường nó hay có tiếng độc lắm. Rồi
món mới cho nhà ơi. Wow, ốc mặt trăng nha, ốc mặt trăng miệng đỏ, mình ăn vô lát là đỏ miệng luôn. Ốc này thôi mình sẽ bỏ cái phần ruột ở bên dưới nha cả nhà. Tông mình là biển, gió biển tới là tóc mình nó bù xù lớn nhưng mà rất là mát. Xin mời cả nhà ăn con ốc nướng nha. Bên em thấy hình như là nó bong lên, con ốc nó không có kiểu như là sụt sụt như mình luộc, nó khác như cả nhà. Thường mình ăn ốc mặt trăng luộc á, cảm thấy được độ giòn độ sực, nhưng mà con ốc nướng này mình cảm thấy nó mềm và nó bọng hay như là nó xốp xốp gì cả nhà. Nó khác và nó thơm hơn, nó ráo thịt hơn. Mình luộc này nó ăn nó giòn hơn. Này lên được này. Sau khi trải nghiệm xong thì anh em ăn uống no nê rồi, bây giờ trở về nhà này cả nhà, chứ trưa không có ở lại đây nha. Đường lên đây thì khá là dốc luôn, dốc đứng luôn, nhưng mà mình đi bên này thì an toàn hơn, tại nó có mấy cái cây mình có thể là níu vào, chứ còn đi bên kia là trống trơn luôn. Cái này dốc đứng nhưng mà nó đỡ hơn bên kia. Bên kia nó lại sợ lắm. Cảm giác khi mình đi như vậy mình nhớ lại những cái ngày mình đi sinh tồn. Sinh tồn ở trong sa mạc. Sa mạc rất là nắng luôn. Mà không có một cái gì, không có bóng cây, không có nước uống. Mình phải đi tìm nước uống với bóng mát liên tục. Ở đây thì thấy có một cái vị trí và địa điểm này rất là đẹp luôn cả nhà, rất là thuận lợi để chúng ta có thể là cắm trại ở đây này. Đây, phía trên thì một cái cây rất là to và ở dưới thì có một cái mặt bằng sẵn luôn. Ở đây thì nhiều người đã tới đây chơi rồi, cho nên là để lại những cái lò, cái bếp này, rồi đá thì xếp thành cái bàn, rất là lý tưởng luôn cả nhà. Nhìn xuống dưới kia là biển đó, chúng ta bắt hải sản xong rồi đi lên đây ăn. Rồi bây giờ mấy anh em sẽ đi về nhà nha. Cảm ơn tất cả các chú anh chị mình rất là nhiều luôn. Xin chào tất cả mọi người nha.